Hello, chào bà con, chào anh em, chào bạn bè. Hôm nay là ngày 11 tháng 11, Hai Đô ngồi làm patina, vẽ vẽ quẹt quẹt, tô màu cho sản phẩm, cho nó có thêm cái màu sắc, cho nó phong phú, nó đa dạng ra. Bất chợt cái suy nghĩ một cái điều mà rất là thú vị, rất là thú vị cái chỗ là mình nghĩ là không biết sau này á, khi mà Hai Đô này mất đi á, mà cái ngành mà vẽ da nè, làm patina trên da cá sấu này á, mà nó phát triển được á, mọi người có đến nhớ đến mình không ạ? Biết đâu không chừng là khi mà cái ngành này nó phát triển tốt, phát triển rộng ra, sau này Hai Đô mất đi cũng được lập một cái bàn thờ tổ sao? Mình nghĩ tới đây cái tự nhiên nó vui vui, nó sướng sướng sao đó. Nghĩ tới đây cái mình cảm thấy mình cũng làm được cho đời. Nếu điều đó nó diễn ra, nếu mà cái ngành mà patina này mà nó phát triển tốt, vì hiện nay á, anh em bên ngoài cũng đang bắt chước mình làm rất là nhiều, và nó đang có xu hướng, nó đang có xu hướng mỗi ngày một đi lên. Trước đây cái cá sấu thì cứ đơn màu đen, màu nâu hoặc màu đỏ thôi, không có làm patina, không có vẽ, không có làm các kiểu như mình. Và từ khi mình bắt đầu làm thì thị trường lúc này nó cũng đang nhộn nhịp về cái mảng patina này. Mình nghĩ biết đâu sau này nó là sự thật sao? Hai Đô mất đi mà các ngành này nó phát triển tốt, trở bỗng nhiên mình được làm tổ sao? Cũng nghĩ nó cũng vui vui, nó hơi hài chút xíu mà cũng hơi vui vui. Hello, chào bà con, chào anh em, chào bạn bè. Hôm nay là ngày 11 tháng 11, Hai Đô ngồi làm patina, vẽ vẽ quẹt quẹt, tô màu cho sản phẩm, cho nó có thêm cái màu sắc, cho nó phong phú, nó đa dạng ra. Bất chợt cái suy nghĩ một cái điều mà rất là thú vị, rất là thú vị cái chỗ là mình nghĩ là không biết sau này á, khi mà Hai Đô này mất đi á, mà cái ngành mà vẽ da nè, làm patina trên da cá sấu này á, mà nó phát triển được á, mọi người có đến nhớ đến mình không ạ? Biết đâu không chừng là khi mà cái ngành này nó phát triển tốt, phát triển rộng ra, sau này Hai Đô mất đi cũng được lập một cái bàn thờ tổ sao? Mình nghĩ tới đây cái tự nhiên nó vui vui, nó sướng sướng sao đó. Nghĩ tới đây cái mình cảm thấy mình cũng làm được cho đời. Nếu điều đó nó diễn ra, nếu mà cái ngành mà patina này mà nó phát triển tốt, vì hiện nay á, anh em bên ngoài cũng đang bắt chước mình làm rất là nhiều, và nó đang có xu hướng, nó đang có xu hướng mỗi ngày một đi lên. Trước đây cái cá sấu thì cứ đơn màu đen, màu nâu hoặc màu đỏ thôi, không có làm patina, không có vẽ, không có làm các kiểu như mình. Và từ khi mình bắt đầu làm thì thị trường lúc này nó cũng đang nhộn nhịp về cái mảng patina này. Mình nghĩ biết đâu sau này nó là sự thật sao? Hai Đô mất đi mà các ngành này nó phát triển tốt, trở bỗng nhiên mình được làm tổ sao? Cũng nghĩ nó cũng vui vui, nó hơi hài chút xíu mà cũng hơi vui vui.